làm bên mua bán vật liệu xây dựng các bạn nhá. Đó, đi con xe này và đổi cho bên em các bạn nhá, đổi cho bên em họ lấy cái con xe đời cao hơn. Đó, đời cao hơn và đắt tiền hơn, họ lấy con xe hơn 500 triệu bên em cơ. Đó, hộ đổi cho bên em con xe này. Đó, chủ xe tâm sự lại là đi rất sướng luôn, nó lên là chỉ muốn đi dòng xe này thôi. Và cái nữa nhá, con xe này bên em test thử rồi, đi rất êm luôn các bạn, đi khá êm luôn ạ. Đây em đang lái thử đây, con này đi chất các bạn, êm. Phải nói là cái độ cách âm của nó siêu tốt luôn nhá các bạn nhá. Nội thất này đẹp này, táp lô này đẹp chưa, quá đẹp luôn ạ. Từ phần sàn này, về cái chất xe con này thì các bác yên tâm nhá, đi bao chất bao êm cho các bác, lái rất tít luôn. Tí em quay luôn cho bác xem bên ngoài này, êm chưa, cách âm các khá tốt luôn ạ. Khá êm luôn. Đây nhá các bác nhá, em sẽ quay các bác xem phần bên ngoài nhá, em quay luôn này. Và đây có cả rèm đây ạ, các bác lắng này, các bác cho rèm lên này, cho rèm xuống này, được chưa, rất là tiện ích luôn nhá các bác nhá. Toàn bộ nội thất này đẹp chưa, điều hòa mát lạnh luôn, màn hình đầy đủ này. Đó, con này về các bác sẵn dùng nhá. Sau đây em quay bên ngoài bác xem này, em quay luôn cho bác xem bên ngoài. Con này chất các bạn, chất xe con này thì không có cái gì để bàn rồi. Máy đang để lỗ đây, máy lỗ êm du, lỗ êm du luôn. Form nó đẹp các bạn. Chốt cửa rồi, đây để em mở cái cửa. Tại vì dòng này nó đi khoảng vài trăm mét là nó tự chốt cửa tự động nhá, nó tự chốt cửa tự động luôn. Đó, nên là các bác cảm thấy rất yên tâm. Form nó đẹp này cơ mà, các bác nhìn form này. Form rất đẹp luôn. Em chào bác nhá, tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng BMW đây các nhá. Đó, đặc biệt hơn nữa là con này bản Sport nhá các nhá, bản Sport ngày xưa mua mới rất đắt luôn. BMW 318i. Đó, sản xuất năm 2004, đăng ký lăn bánh năm 2005 các nhá. Số tự động bản Sport nhá. Bản Sport luôn. Bản Sport nó khác nhau rất nhiều này các bác nhá. Thứ nhất là cái phần vô lăng này. Các bác nhìn cái vô lăng nó đã sướng rồi. Thể thao luôn này, Sport thể thao này. Được chưa? Vô lăng đẹp chưa? Này, có tích hợp bàn phím này. Toàn bộ đây, điều chỉnh này. Các bác nhìn cái bản Sport nó khác cái vô lăng này. Và nó vài chức năng option bên trong xe nó khác hoàn toàn nhá các bác nhá. Nó khác hoàn toàn luôn ạ. Xe đẹp luôn. Để cho bác xem phần máy luôn nhá. Máy nó lổ êm lắm các bác ạ. Êm du luôn. Nội thất nó đẹp như này cơ mà. Các bác nhìn này, đẹp chưa? Quá phê luôn. Bản thường thì nó rất là rẻ thôi các bác nhá, bản thường nó rất là rẻ thôi. Nhưng mà đây là bản Sport, có chế độ thể thao các bác nhá. Máy con này thì không ai được phép chê nhá các bác nhá. Máy không ai được phép chê, riêng con xe này. Chủ xe cực kỳ giữ xe. Đó, cực kỳ giữ xe nhá, đã trải nghiệm con xe này và rất sướng rồi. Đó. Êm du. Em đã bảo rồi, nếu mà các bác nào đã đi bê mẹc là chỉ muốn đi bê mẹc thôi, không muốn đổi sang xe khác nữa. Tại vì những xe khác nó ngồi nó cảm giác lái nó không được đầm này. Và nói một cái cách nữa là nó lọc cọc, nó không êm. Nếu mà để mà xe bình thường ấy, các nhá. Đó. Các bác nếu mà chơi xe cũ thì cứ bê mẹc chơi cho em tôi thật sự luôn. Thứ nhất là an toàn, nhiều option hiện đại đảm bảo an toàn cho mình và trang bị nhiều option đi đầm chắc, cách âm tốt,
Được chưa? Cân bằng điện tử các kiểu đầy đủ. Khi đổ đèo lên dốc nó an toàn hơn nhiều chứ. Các bác bảo có phanh ABS chống búa cứng các bác nhá, đầy đủ luôn, 6 thứ khí an toàn vòng quanh xe. Em xin nhắc lại nhá, đây là con này bản Sport BMW 318i đời 2004 các bác nhá. Đăng ký 2005, số tự động, máy 1.8, tiêu hao liệu chỉ có 7 lít rưỡi thôi trên đường cao tốc. Form dáng đẹp này, thể thao này. Nói chung là con này nhìn form dáng nó lịch sự, nó khỏe mà loại thể thao, rất đẹp luôn. Mức giá có hơn 100 triệu, các bác mua được con này rồi. Con này ngày xưa mua không phải là rẻ đâu nhá. Đó, gần 2 tỷ đấy các bác nhá. Bản Sport mà, bản full kịch luôn. Đèn dạng đèn LED nhá, quá đẹp luôn. Đẹp mê hồn luôn các bác ạ. Các bác nào chốt được con này thì nó thực sự các bác là quá đẳng cấp luôn. Mà lại lành xe nhá, đang kiểm dài này, được chưa? Đẹp lắm các bác ạ. Ghế vẫn là ghế zin nhá các bác nhá, ghế zin luôn. Đó, táp ly zin này, keo chỉ zin các bác nhá, không đâm đụng, không ngập nước. Sàn 5D này. Đó, ghế chỉnh điện đa hướng nhá. Qua này nhìn cái vô lăng thích không nhỉ các bác ơi. Quá đẹp. Máy lổ im đét. Chung là xe chất các bác ạ. Chất, quá chất luôn. Con xe này quá êm luôn ạ. Ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí. Này, ghế điện này con này. Được chưa? Ngả này. Nhớ ghế đầy đủ này. Tem mác nguyên bản này, mới chưa? Quá đẹp chuôn. Đèn auto này. Buổi tối tự sáng nhá, các bác không phải bật ạ. Đẹp chưa? Đây ạ. Quá đẹp chưa? Nội thất zin. Các bác về thích bọc thêm bầu ghế da bò màu gì theo ý muốn của mình sau nhá. Rèm chắn tự động bằng điện này. Lỉ đằng sau mới này. Đẹp chưa các bác ơi? Em quay rất tỉ mỉ luôn nhá. Đèn sáng này, mở cửa đèn sáng này, đóng cửa đèn tự tắt này. Trần này, trần mới chưa? Các bác nhìn trần thích chưa? Đây ạ, em quay cho bác xem này. Con này bác nào chốt nhanh thì khẳng định luôn là còn. Em khẳng định luôn con này sẽ bay nhanh. Tại vì nó quá đẹp rồi. Mức giá rẻ rồi. Này các bác nhìn này, trần này. Đẹp chưa? Chủ xe người ta là chủ cửa hàng mà. Đây là người ta ít đi lại lắm. Người ta đi công trình, đi chơi. Người ta chỉ đi những cái xe ấy thôi, phổ thông thôi. Có nghĩa là nếu mà các bác muốn đi công trình, con xe này cũng rất ok. Nhưng mà đây là chủ xe người ta cẩn thận, người ta không thích đi thôi. Đó. Nếu các bác mua này về đi gia đình, kể cả bác đi công trường hoặc là đi chơi xa cũng thoải mái luôn các bác nhá, đi thoải mái. Có nghĩa là chấp mọi cung đường. Leo núi có nghĩa là gì, tất cả thì loại này leo núi mà đi công trường nó quá khỏe rồi. Lốp mới này. Được chưa? Đẹp chưa? Lốp mới cả dàn, đẹp chưa? Đang kiểm dài. Đó. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Vâng, một lần em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.